Mọi người, hôm nay là ngày thứ năm mình ở Việt Nam. Bây giờ mình chuẩn bị đi ăn bánh mì thịt nướng và bánh mì cá mòi ở hẻm Hồ Xuân Hương, quận Phú Nhuận nha mọi người. Em mình được quyền chọn không? Hay là người ta đưa mình phải chạy? Không, nhưng mà tùy theo người, không được quyền chọn công ty sắp xếp xe nào tới đợt nào lấy thịt lên đó. Nhưng mà anh á thì anh thích xe nhỏ hả? Anh được chọn anh hả? Chọn nhưng mà anh không lấy lớn, anh lấy xe này. Anh thấy là anh cho cái anh lên vé 8 luôn, anh không chạy lên vé mà tên anh cũng không lấy, anh lấy xe này. Tại vì anh thích xe nhỏ, tới thời gian mình tiết kiệm điện luôn, mình không có chặt pin phải không? Chứ em nghe nói là mỗi lần chặt pin 1,5 tiếng rồi hả? Tiếng 10 phút. Với lại em biết sao, cái thời gian mình sạc pin là mất thời gian mình chạy nè, đúng cái rồi. thứ hai nó tốn tiền điện. Thay vì cái xe kia em chạy khoảng chừng 1,1 triệu, 1,2 triệu là em phải về em sạc một lần, nhưng mà riêng cái xe này em chạy tới 2,3 triệu, 2,2 triệu mới sạc một lần, nó đỡ lắm luôn, Dạ nhiều đúng lắm. rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà anh biết sao, tại vì mình chạy trong đấy, dù như mình chạy người nào mà có dù nên chạy đi sân bay á, có hành lý nhiều á, xe mình hơi bị thất thế một chút, bị hơi bị thất thế, người ta sẽ không có chỗ để hành lý. phía sau nó không có rộng hơn cái bể bên tư. Đúng rồi, cái cốp xe đằng sau của mình nó bị hỏng, nó bị nhỏ lại, được cái này nó mất cái kia. Có khi nào chạy xe bị khách vậu không? Có chị, vậy hả? Chạy xe giống như là khi nào mà mấy giống người khách người ta sẵn có chuyện bực mình trong người cái như không? là anh bị như cái này em kia, anh chở cô bé đó, cô bé nó bút bút khách từ cái chỗ quận 5 là mà đi Cai Lậy, tự nhiên cái bút xe thì giữa khách giữa tổng đài đúng không, thì người ta quăng sao thì anh chạy vậy thôi, anh đúng mà rồi. khách anh chạy vậy, số tiền cũng vậy thôi, anh đâu có lấy, anh đâu có ai dám, anh không lấy. Tự nhiên cái đặt sai mới nửa đường nè, xong đặt thêm nửa đường nữa, mà nửa đường trước là 55 cây và 714 ngàn, đặt thêm một lần sau nữa mà có bốn mấy cây mà lên được 1,393 triệu. Tự nhiên cái ngộ cái gây mà nói ôm xe bên anh rồi thì sao kỳ vậy, nào anh đâu biết cái gì, điện thoại tổng đài em nói chứ sao anh biết được. Đúng rồi, đâu có phải lỗi của vậy anh mà đâu. nghĩ sao mày xuống ha, đến nỗi mà anh thấy xót quá cái đi hai trạm thu phí tốn 50 mấy ngàn, anh bỏ luôn, anh không thèm lấy luôn, anh cũng không thèm nói luôn á. Trời. Nghĩ sao mà không biết về đánh giá ba sao. Trời ơi. Nhưng Anh mà đâu phải là lỗi của anh thì bởi vì đâu. anh đã nói rồi, anh là tài xế, anh biết chạy, anh không có biết gì về giá cả, không biết gì đoạn đường đi, tài xế cho nó mà bút sao là anh mở app anh chạy y hệt vậy nè. Cái ngồi nói nó hoài, anh nói nó là em điện lên tổng đài em nói đi chứ anh đâu có biết gì đâu. 50 mấy ngàn tiền vé của anh, một cọc một cái 32 ngàn, cái 24 ngàn, hết 56 ngàn, sao về đánh giá ba sao là mình rớt hết. Nhưng mà ví dụ như công ty cũng phải nghe mình giải thích chứ. Không có nghe lời mời. Công ty không có nghe, không nghe mình luôn chỉ nghe khách thôi. Không, không phải người ta lười điều tra. người ta lười điều tra. Mày nói mỗi lần mà khách mà muốn gì là mình phải thu âm lại. Cũng khổ ha. Nhiều khi có mấy ông nhiều khi mình đi làm ăn nhiều cái nó không có nảy sinh. Dạ đúng rồi. Mà mình cái tính mình trầm lặng là nó tốt cho mình con. Không biết giờ trường hợp đó mình, tại vì thứ nhất là công ty nó mới mở đó, nó muốn có good review của khách hàng á, cho nên cái gì nó cũng nghe theo khách hàng thôi ha, dù nó biết mình bị oan nó cũng không ấy đâu. Nhưng mà ví dụ như anh làm vậy, nên như anh làm theo công ty đúng không, người ta chỉ trả lương cứng cho anh thôi hả? Đâu em cái này lương cứng, bao nhiêu em lương cứng có 4,9 triệu nè, ví dụ anh chạy đúng số cuốc thưởng thêm 1,9 triệu nữa. Rồi một tháng nó có 40 người chấm 5 sao mà được thêm 500 ngàn nữa, là tổng cộng là 6,9 triệu. Còn như mình chạy mà trên 1 triệu là mình được thêm 25% nữa, 2 triệu là được 250 nữa. Có nghĩa là anh chạy một ngày trên 1 triệu là anh sẽ được thêm 250 nữa. Còn nếu không em chạy cho công ty là hôm nay 8 tiếng chạy 5,4 là lương nhiêu đó, 4,9 triệu, mà với điều kiện là em một tháng em phải được 450 cuốc. Coi như bắt buộc công ty bắt buộc mình có đủ cuốc phải không con? Dạ đúng, đủ cuốc phải thưởng thêm. Đúng rồi. Nếu mà không đủ cuốc thì số tiền mình như được. Có cần đủ cuốc hay là đủ số tiền mà công ty nó quy định? 4,9 triệu đó là tiền của mình chắc chắn rồi đó. Rồi nhưng mà mình chạy sẽ đúng số cuốc của nó thì được 1,9 triệu. Còn có thì nếu mà xuống nó giảm nữa mà giảm nữa còn 1 triệu hay là mấy trăm vậy đó.
Nhưng mà cái này được cái là xe của người ta ha, có hư hao gì người ta nhưng người ta bảo sạc điện là anh sạc rồi, nếu mà chúng mình phạt 2 triệu mấy. À anh điện mình anh phải sạc ngay chỗ cái trụ của gì ta, của VinFast ha. Tiền mình phải trả. Dạ. Ôi em tưởng đâu sao mình được sạc điện miễn phí đây mình làm cho công ty chứ. Nó cho mình sạc lần đầu là gối đầu rồi, rồi bắt đầu cái lần thứ hai mình vô sạc mình phải thanh toán cái thiếu trước. Một lần anh sạc là bao nhiêu tiền anh? 100 mấy ngàn. 100 mấy ngàn. 110 ngàn. Xe của anh với nhà còn mấy xe kia nữa hơn á. À. Vậy cũng như mình đổi xăng. Thay vì đổi xăng thì đổi điện. Đổi xăng lại hơn ha, thay vì đổi xăng thì mình đổi điện ha. Gặp bữa nào hết xăng mà tới trạm VinFast nên ta xài hết luôn rồi mình phải đợi nữa. Phải đợi đúng không? À, cũng hơi cái đó hơi bị căng ạ. À. Con nghĩ như là mình làm ăn thì con cài cũng như mình phải chấp nhận á con. Dạ đúng rồi, mình không có buồn, mình không có buồn, mình không có căng thẳng. Chứ nếu mà mình tính như vậy nó chi lây thì ra mình cảm thấy mệt mỏi đau đầu đúng không? Dạ. Thì mình nghĩ là phải chấp nhận như vậy là có hơn không. Mạnh thì nó lủi vô đầu xe mình. Thấy cụ xe Honda nó chạy không biết nó lạng giờ xe xe này rồi phải nhường á. Mình mới biết chạy bốn bánh Honda được, mình chạy mình thấy cần xe bánh xe cực kỳ là nguy hiểm. Có lũi vào đầu xe mình không? Ở đây là phải tránh tôi không biết à. Chạy sao chạy phải tránh tôi. Chạy xe là an toàn là lé người ta không? Ta đâu né mình lé mà né người ta. Thì đúng rồi. Chứ nhiều khi xe ôm chạy mà không biết chạy mấy người mà lớn tuổi như bác này. Dạ. Con biết không? Thì không hay là phải là mấy người đi theo họ chăn dắt ta. Ý em nói sao mấy người họ vậy? Mấy cái người mà giống như tàn tật em thấy đẩy xe đi bán rồi đi hát dạo á là mấy người đó giống như bán mấy cái bánh kẹo rồi đó. Là ở đây là mấy người đó là bị thiệt người ta theo cá nhân người ta hay là có một cái hội mà nó chuyên môn nó gom những cái người. Cũng có em, cũng có hội giống như là dạ, không có một cái nhóm giống như gọi là một cái nhóm gọi là nhóm giống như làm ăn luôn á, nó gom những cái người mà bị vậy đó. Rồi xong mà nó phân ra những à ha, dạ không có hả? Cái này có hội người mù và mấy người này. Tại vì như mấy người này mà mình đi mà mình thấy tội nghiệp mình mua đồ này nọ hoặc là mình có chút đỉnh mình cho người ta đó thì không biết là có bị mấy giống như mấy tội chăn dắt nó gom nó lấy hết rồi về nó phát tiền lại không? Hồi xưa thì giống như hồi xưa có mấy đứa con nít đó anh nó người ta thả đi đó. Bây giờ không có rồi đâu. Bây giờ cũng có mấy người mà giống như người ta là tự người ta giống như mình gạt mình giống như là đắp cái này đắp cái nọ hay là tối ra ngoài đường là thấy cái cảnh hai người ôm hai cái như người lớn ôm đứa nhỏ cái ngồi giống như bị bệnh người già ôm người trẻ đó bệnh cái ngồi thiệt ra là mấy người đó được gạt. Rồi em thấy mấy đứa mấy bà mẹ ôm mấy đứa nhỏ nhiều khi ấy à cái ngọn ngoài đường vậy đó đi xin vậy đó em thấy tội mấy đứa bé quá. Đúng rồi, ai cũng thấy tội nhưng mà có nghĩa là mình thấy nó tội với mình người mẹ tội cho đứa bé chứ đúng rồi không phải tội cho người lớn. Mình đang đi vô cái con đường Hồ Xuân Hương này để tìm bánh mì thịt nướng cô lành nha. Con đường này số 6 cho bẹp đi xuống tút cái hẻm ở dưới nữa. Mì ngon nè, cá bẹp mì cá không cá chảo cá ngon quá chừng nè. Mì thịt nướng hay mì cá cá mòi đó.
cá sâu luôn á. Đi con ăn một ổ thịt nướng chứ nửa cắt hơn nữa chứ ổ cá cắt hơn nữa ha, mình ăn chung đổ qua đó lại. Quá trời, cá này là cá nục béo mà. Cá nục béo. Cá nục Nhật đó, cá nục Nhật, cá nục béo. Cứ bán ổ cô nè, cô bán thịt nướng hai loại sen viên với miếng với lại bánh mì này. Xíu 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 mại. Ổ ổ thịt nướng, ổ xíu mại. Một ổ thịt nướng với một ổ cá mòi. Dạ đầy đủ hết cô. Ăn liền không? Chan nước mắm không? Đi. Dạ ăn liền luôn. Cắt xong rồi cô cắt đôi giùm con nha. Mỗi ổ cắt đôi giùm cho con. Cá này có nhục béo mà. Nhưng mà không phải cá hộp đâu. Cá tươi luôn á. Cá tươi là khó để nó ruột á. Mà cô này có làm khéo ghê á. Nha. Ngon. Sao có nước dừa, có mấy không? Sao có nước dừa, nó nhiều, nó hút rút được lại dữ ngon. Mềm dưng. Tới 1 giờ trưa mới bán lại. Bánh mì ngon quá. Bánh mì ngon hơn mì nhiều. Bánh mì ngon nhất từ rồi lúc mà mình ăn tới giờ. Mèo đường Hồ Xuân Hương, Bình Thạnh. Nó có đi học con gái hay con ăn không? Hả? Nó đi học không? Hả? Nó không biết chỗ này lắm. Ngày thứ bảy nè. Trời nó còn hơi vắng rồi. Nó ngày thường nên không đi học á, đi làm. Đây có bánh bò. Bánh
biết là bún bò ông ở có gì cái trường Cao Thắng cũng ngon. Món giọt kinh. Bán giọt kinh thôi mà chứ bán cho người dân là bán được đâu. Cá ngon rồi, cá tươi ngon rồi. Cái mì cũng ngon. Bạn thấy nhìn như nó dơ, nó là thêm lập tạm. Tôi cũng mấy chục kêu ít bạn. Và tính còn ở 80 hả? 60 30 ngàn, người ta bán 35 ngàn nè. Có cũng ngon rồi, ăn qua. Chừng đó, bắp tôi ăn rượu, học nó bán rượu, không bán gì dơ.
ngon xuất sắc luôn. Ngoài ăn crepe, ăn dần nhiều lắm ngon. Mang tới cô bán tới 11 giờ chưa cô nghỉ. Sao mà tới 1 giờ cô bán lại. Ngon xuất sắc luôn. Cái nồi nước đường ngon quá trời luôn đó. Tâm Phúc à. Tâm Phúc mùi rừng luôn á. Mẹ cầm đi mà. Ôi nóng thiệt chứ. Quá nóng luôn á. Thơm phức à. Thơm mùi gừng á. Nóng ghê. Ngon nè. Có nước gừng, nước đường, nước dừa. Có mấy cái hạt dai dai nữa. Ngon quá. Ôi có sả kìa. Ngon không? Có sả bún là thơm lắm á. À thịt bê. Bê vui. Bán bê khô chiều mình ghé qua, chiều ghé qua đây nè, chiều ghé qua đây ăn nè, ha, chiều ghé qua đây ăn bê vui nè ha, cái này là chính xác luôn á, chính xác bê vui luôn á, ngon ghê. Nhà chị có vừa trồng hả chị? Chị không có trồng chút sữa mà nhà chị gần đó đó. Trồng xoài hả? Không có trồng gì luôn. À cái này giống như là mình làm lái đúng không? Thân lái. Ở ngoài lộ mặt tiền nó lại có đất đai gì trồng hết rồi. À. Trời ơi, hồi xưa bà gì em cũng gọt thơm với chị á. Gọt trái thơm, bà bạc trái thơm bà bán đó. Đi trang vậy luôn á. Bây giờ bà đâu? Dạ giờ bà lấy chồng rồi. Bà giờ bà già rồi, đâu còn gọt thơm nữa. Mẹ em vậy rồi, giờ bà dì em sao? Mẹ chứ cô ơi, nó không có thua gì quà lọc đâu cô. Lấy con hai trái đi. Không có dao rồi sao mình gọt tay. Đó là mượn. Mượn lâu. Mượn ở dưới, mấy chị ở dưới á. Mượn nhà bé.